Thưa quý vị, đến với thành phố Đà Nẵng vào thời điểm này, du khách không thể nào bỏ lỡ một địa điểm check-in đang rất thu hút, đó là gành đá Nam Ô phủ đầy rêu xanh. Thế nhưng đến đây, ngoài mang về những tấm ảnh và kỷ niệm, mỗi người dân và du khách cũng cần phải lưu ý đảm bảo an toàn và thể hiện sự văn minh, lịch sử, giữ gìn cảnh quan của điểm đến còn hoang sơ này. Gành đá ở làng chài ven biển Nam Ô, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Khi thủy triều rút xuống, những thảm rêu xanh mướt bắt đầu lộ ra. Những tảng đá với độ hình thù, kích thước khác nhau được phủ đầy rêu và nằm ẩn hiện trong làn nước biển xanh mát, tạo nên khung cảnh thiên nhiên kỳ thú. Du khách nên đi buổi sáng sớm, ví dụ đào thông viên á, có mặt trời hướng mặt trời lên và mình chụp rất đẹp. Bữa nước rút kìa là những cái tổn rêu nó nhiều lắm, đó là rất đẹp. Còn buổi chiều thì nước dâng lên thì mình chụp cũng không được bao nhiêu. Tốt nhất là được thông viên, thông hai, bữa thông ba là đẹp nhất. Để có được bộ ảnh sinh động, du khách có thể lựa chọn hai thời điểm trong ngày là lúc bình minh và hoàng hôn. Đây cũng là lúc thủy triều rút xuống, bãi rêu lộ ra nhiều hơn, thuận tiện trong việc chụp hình. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý trong quá trình chụp ảnh, mỗi du khách cần cẩn thận trong việc di chuyển vì khu vực bãi rêu rất trơn trượt, dễ bị té ngã. Nhiều du khách cố leo lên các vách đá nằm xa bờ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Em chọn những em đứng lên những cái bậc đá không có nhiều rêu. Trước và em nhìn những cái tảng đá mà nó ít sắc nhọn nhất, với lại là em chọn những cái khu vực nước cạn, những khu vực nước cạn thì để em chụp hình, thì em nghĩ như vậy là an toàn nhất. Ở đây là nó rong rêu, nó rất trơn trượt, nhưng mà những phần đông là cái tuổi trung niên đó, là mình đi phải cẩn thận và từng bước một mình dò, và mình sẽ diện những cái mỏm đá nào mình cảm thấy không trơn trượt mình sẽ đi. Chứ còn tuổi trẻ thì nó khác, mình trung niên là mình sẽ đi cẩn thận hơn. Ngoài ra, khi lượng người đổ về quá đông đã khiến nơi này ngập rác thải do người dân mang đến ăn uống, rêu bị giẫm đạp. Theo lãnh đạo phường Hòa Khánh Nam, thời gian tới phường sẽ lên phương án thuê đơn vị dọn dẹp, thu gom rác thải hàng ngày để đảm bảo môi trường sạch sẽ. Đồng thời sẽ sớm đặt nhiều thùng thu gom rác tại gành đá Nam Ô để người dân và du khách vứt rác. Bên cạnh đó, lực lượng địa phương cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh chung, cũng như nhắc nhở không được giẫm đạp lên rêu khi thủy triều xuống.